Công ty Minh Motor xin giới thiệu tới quý khách các loại giảm tốc liền motor có trục ra vuông góc 90 độ so với trục vào, gồm có hai mẫu chính. WB là loại chân đế cố định và RV là loại có thể quay 360 độ mọi hướng và treo được ở trên cao. Sau đây là mẫu giảm tốc RV, đầu vào là một bích, đầu ra là cốc âm. Cụ thể từng loại như sau: với motor 90W, bóng cực điện, đường kính trục vào là 9mm, lắp với giảm tốc xe 30, đường kính lỗ ra là 14mm. Với motor 180W, bóng cực điện, đường kính trục vào là 11mm, lắp với giảm tốc xe 40, đường kính lỗ ra là 18mm. Với motor 0.37kW, bóng cực điện, đường kính trục vào là 14mm, lắp với xe 50, với tỷ số tiền từ 1/10 đến 1/80, và lắp với xe 63 với tỷ số tiền trên 1/80. Đường kính lỗ ra của xe giảm tốc xe 50 và xe 63 là 25mm. Với motor 0.75kW, bóng cực điện, đường kính trục vào là 19mm, lắp với xe 63 với tỷ số tiền từ 1/10 đến 1/60, và lắp với xe 75 với tỷ số tiền trên 1/60. Với motor 1.5kW, bóng cực điện, đường kính trục vào là 24mm, nên lắp với giảm tốc xe 75, tỷ số tiền từ 1/10 đến 1/40, và lắp với xe 90 khi cầm tỷ số tiền từ 1/20 trở lên. Đường kính lỗ ra của xe 75 là 28mm. Với motor 2.2kW, bóng cực điện, đường kính trục vào là 28mm, lắp với giảm tốc xe 90, tỷ số tiền từ 1/30 trở xuống. Đường kính lỗ ra của xe 90 là 35mm. Với giảm tốc RV xe cỡ 110, 130 và 150, vỏ sản phẩm được làm bằng vỏ gan. Với motor 3kW, bóng cực điện, đường kính trục vào là 28mm, lắp với xe 110, tỷ số tiền từ 1/60 trở xuống. Đường kính lỗ ra của xe 110 là 42mm. Với motor 3.7kW, bóng cực điện, đường kính trục vào là 28mm, lắp với giảm tốc xe 130, tỷ số tiền từ 1/60 trở xuống. Đường kính lỗ ra của xe 130 là 45mm. Với motor 5.5kW, bóng cực điện, đường kính trục vào là 38mm, lắp với giảm tốc xe 150, tỷ số tiền từ 1/10 tới 1/60. Đường kính lỗ ra của xe 150 là 50mm.